Thưa quý vị và các bạn, khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao thì mọi người lại càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Vì lẽ đó mà ngày nay có rất nhiều người chọn cho mình một bộ môn thể thao để tập luyện giúp cho việc cải thiện sức khỏe của bản thân. Vâng, đúng như vậy. Và Thanh Huy biết không, khi mà chúng ta chạy dọc các con đường xung quanh Hồ Xuân Hương thì không khó để bắt gặp những hình ảnh mà mọi người đang tham gia rèn luyện thân thể. Và điều này góp phần thúc đẩy cũng như phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhân dân ngày càng lan rộng. Với mong muốn tạo nét đẹp văn minh đô thị cũng như nâng cao sức khỏe cho người dân, thời gian qua tại Đà Lạt, nhiều công trình công cộng đã ra đời để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân. Phát huy công tác xã hội hóa, Đà Lạt đã vận động phối hợp với một số nhà tài trợ để thực hiện việc lắp đặt hơn 40 bộ dụng cụ tập thể dục phục vụ người dân thành phố tại các công viên trên địa bàn. Với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, mỗi công viên được trang bị 7 bộ tập luyện, được lắp ráp theo quy chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn và có tác dụng tập luyện toàn thân như xoay eo, lưng bụng, đi bộ lắc tay, đi bộ trên không, xà kép, lưng eo, tập chân, vân vân. Ban đầu có một số nhà tài trợ muốn tài trợ cho thành phố Đà Lạt, cho người dân thành phố Đà Lạt một số cái dụng cụ thể thao ngoài trời. Thì chúng tôi có cái ý tưởng là nên đưa cái những cái dụng cụ thể thao ngoài trời này về một số công viên để cho mọi người dân của tất cả các thành phố đều được tập luyện. Nhưng hiện nay chúng tôi mới đưa được mới có 4 công viên, và hiện nay một số công viên mong muốn của thành phố Đà Lạt và một số nhà tài trợ hỗ trợ thêm một số bộ nữa để cho toàn bộ người dân Đà Lạt ai cũng có được quyền được tập thể dục thể thao trên cái dụng cụ thể thao ngoài trời. Và cái dụng cụ thể thao ngoài trời là đây là một cái mô hình và một cái dụng cụ mà tôi thấy là hiệu quả cho người dân rèn luyện thân thể của thành phố này. Hiện nay các thiết bị đã hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao hàng ngày của người dân Đà Lạt. Hoạt động luyện tập thể dục thể thao không còn đơn thuần là đi bộ xung quanh các công viên hay Hồ Xuân Hương, mà mọi người có thể kết hợp đi bộ và tập thêm trên các dụng cụ này. Chủ là người dân tại địa phương này thì thường xuyên là tập thể dục, nhất là cái đi bộ để mà rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Đó là cái tuổi già thì chăm lo sức khỏe là bằng cái cách tập thể dục. Rồi đi ra đây tập cứ mỗi buổi chiều như vậy thì hòa mình vào thiên nhiên là thấy nó sảng khoái, vừa tập mà luyện này tăng cường sức khỏe, rồi bạn bè nữa nó vui. Khi lắp cái máy này thì nó cũng có tác dụng là vừa xương khớp, cánh tay nó cũng đỡ tê nhất. Thế nên là cũng mong là gì nhỉ, tất cả các cái khu vui chơi nào mà có cái bãi trống này tăng cường cái dụng cụ tập này cho bà con có thể là giải trí và tập luyện mọi lúc mọi nơi. Và trong thời gian sắp tới, những công trình thiết thực như thế này sẽ được nhân rộng hơn nữa, thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các dụng cụ tập luyện thể dục không chỉ được lắp đặt tại công viên xung quanh thành phố mà sẽ được đưa về các địa phương của tỉnh Lâm Đồng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong nhân dân. Nam Mỹ. Vào năm 1962, một kỹ sư canh nông nổi tiếng tại Đà Lạt, ông Lương Văn Sáu đã mua một số cây phượng tím từ Pháp, đem về trồng tại hai bên đường vào chợ Đà Lạt và một số tuyến đường khác.